Cũng liên quan đến tai nạn giao thông đầu năm mới, một chiếc xe khách chở 17 người đi dự đám cưới đang lưu thông trên con dốc dài thuộc tỉnh lộ 108, đoạn thuộc địa bàn xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, bất ngờ trượt xuống tạt luy âm khoảng 40m và rơi xuống đoạn đường cong cua phía bên dưới. Cho đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong, 13 người bị thương trong vụ việc này, khiến nhiều người dân bàng hoàng xót xa. Theo đó, hậu quả vụ tai nạn này khiến lái xe Kiều Xuân Tới sinh năm 1968 trú tại Thuận Châu, Sơn La và một hành khách tử vong tại chỗ. 5 người khác bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, nhanh chóng được lực lượng chức năng và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, tuy nhiên 2 người đã không qua khỏi, 2 nạn nhân còn lại hiện đang được tiếp tục điều trị. Vụ tai nạn cũng khiến 11 người khác bị xây xát, thương tích nhẹ, đang được theo dõi sức khỏe. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, 17 hành khách đang trên đường đi đám cưới thì gặp nạn. Cơ quan chức năng xác định ô tô khách 29 chỗ trong vụ tai nạn thuộc hợp tác xã vận tải xe Hồng Hà do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu. Xe có thời hạn kiểm định đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, được sản xuất năm 2014. Qua thiết bị giám sát hành trình trước khi rơi xuống vực, ô tô chạy với vận tốc 35 km/h. Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Sơn La phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.